Đây là mình đang còn quay cho tất cả các bạn xem là cây hoàn ngọc để cho gà ăn nha các bạn. Đây là gà chăn nuôi nhốt chuồng các bạn này. Rồi là đây là cây hoàn ngọc này các bạn này. Cây hoàn ngọc này gà ăn vào thì nó có tác dụng là chứa được các bệnh về đường ruột. Và ngoài ra thì cung cấp chất thức ăn thô xanh để cho chăn nuôi gà rất tốt. Đây là cây hoàn ngọc trắng nha các bạn. Hoàn ngọc trắng để chăn nuôi gà. Đấy, mấy con gà tập trung ăn cây hoàn ngọc đấy. Tại vì gà mình chăn nuôi nhốt chuồng như thế này ấy, thì thường thường là nó thiếu chất canxi, thiếu chất rau xanh nữa, nên là mình cho nó ăn thì nó ăn tốt. Cây hoàn ngọc này thì nó là cây dược liệu, cây thuốc con người ta làm thuốc ấy. Thì các bạn có trên Google hay là trang tìm kiếm ấy thì các bạn sẽ thấy là trà hoàn ngọc rồi là công dụng của loại cây hoàn ngọc này nó rất tốt. Con người ta thì làm trà, trà để uống hàng ngày đó các bạn. Còn đây là mình áp dụng vào khoa học công nghệ trồng thực tế để chăn nuôi gà rất tốt, chứa được các bệnh ví dụ như là đau bụng tiêu chảy cho gà này, phân trắng này. Con người ta thì dùng cái này là chữa bệnh đau bụng dạ dày rồi là tiêu chảy. Đây là cái hoàn ngọc nha các bạn, hoàn ngọc trắng. Đây là mô hình chăn nuôi gà nhốt chuồng của khách hàng bên mình ấy. Thì bên mình đi tham quan thực tế rồi này. Tiền thể là mình quay lại để cho tất cả các bạn xem luôn. Đây, gà ăn cọc lóc rồi. Đấy, cái hoàn ngọc đó. Mấy con gà này nó đặc sự tại vì mình là người lạ. Mình là người lạ nên nó đang sợ. Còn mấy con này thì nó đến nó ăn này, nó mổ ăn này các bạn này. Ngoài cây hoàn ngọc này ra thì còn có cây chè khổng lồ nhé các bạn. Cây chè khổng lồ nó còn chứa nhiều chất đạm hơn nữa, chất đạm và canxi hơn nữa. Cây chè khổng lồ thì thường được áp dụng vào khoa học công nghệ để chăn nuôi rất tốt. Các bạn muốn tìm hiểu về các loại cây và các loại giống cỏ làm thức ăn xanh chăn nuôi gà ấy, thì các bạn có thể truy cập vào trang web là giongcoi.com.vn để xem thêm thông tin chi tiết. Hoặc là các bạn có thể bình luận dưới video này thì sẽ có là người bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Mình quay một đoạn video lại cho tất cả các bạn xem thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.